hàng triệu trái tim hâm mộ đang thưởng thức cùng bóng đá. Ước mơ đạt được kỳ tích vô địch châu Á phải xông pha. Một đội hình đầy sức mạnh có những tên tuổi tài năng, là tập thể Việt Nam đoàn kết tự hỏi đối thủ làm sao chống trả. Gặp nhiều tình huống bất lợi về vóc dáng và chiều cao, thể lực cũng không nổi trội thì phải biết chiến đấu làm sao. Thắng hay thua trên sân cỏ thì chân lý vẫn không xê dịch. Tất cả mọi người đều muốn hướng tới mục tiêu là cúp vô địch. Không sợ các đối thủ lớn, Việt Nam càng chơi càng thăng hoa. Chạy thật nhanh cùng với trái bóng giành chức vô địch đã bỏ lỡ trong những năm qua. Người hâm mộ vẫn hò reo, tăng tốc độ tung một cú sút làm cho trái bóng cũng phải văng ra. Lắp cùng đồng đội bật nhả bóng về mọi phía. Tăng tốc dứt điểm phải sút tung lưới khung thành kia. Đôi chân này chạy không mỏi, chinh phục thêm nhiều đế chế mới, đưa thể thao nước nhà Việt Nam có thể vươn xa ra tầm thế giới. Lắp cùng đồng đội bật nhả bóng về mọi phía. Tăng tốc dứt điểm phải sút tung lưới khung thành kia. Đôi chân này chạy không mỏi, chinh phục thêm nhiều đế chế mới, đưa thể thao nước nhà Việt Nam có thể vươn xa ra tầm thế giới. Màu cờ sắc áo là niềm tự hào bóng đá, chỉ cần một tình yêu đôi chân kiên định làm nên lịch sử vào chung kết giải vô địch U23 châu Á. Tự tin chiến thắng khi bước ra sân đấu là quả đầu tiên của Công Phượng, là điểm đánh dấu hàng triệu trái tim của người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam là sự kiên quyết vượt qua giới hạn, tiếng hò reo càng lớn Việt Nam càng chống lên đỉnh vinh quang. Một hai hò reo cùng chung một tình yêu bóng đá, bước lên đỉnh cao cho lục vang bài tiếng quân ca. Quy mang về chiến thắng cho nền thể thao rạng danh, sút bằng cả trái tim phá lưới mọi khung thành. Vượt qua giới hạn, những chiến binh mang màu đỏ ra sân với cái đầu lạnh, quên đi hết mọi âu lo. Là ứng cử viên sen giá, có Bắc Hang Seo dẫn đường, mang trong mình tinh thần chiến đấu bùng nổ lên sức mạnh khó lường. Niềm tin màu cờ sắc áo ra sân với màu đỏ nước nhà, tăng tốc độ cảm nhận trái tim cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Quang Hải là nhân tố luôn luôn bùng nổ gây đột biến, và Xuân Trường treo bóng chuẩn xác lên ở phía trên cho Đức chinh chiến. Cống hiến hết mình ở dưới hàng thủ là Tiến Dũng. Góp công cực kỳ quan trọng ở trong trận đấu, anh là người hù, một trong những nhân tố đặt cho đội bạn dấu chấm hết. Cản phá tốt những pha cân não giúp cho Việt Nam vào đến chung kết. Hò reo ở trên khán đài, cầu thủ tăng thêm nhiều sức mạnh. Về cuối trận đối thủ càng mệt, cầu thủ Việt Nam chạy càng nhanh, lấy mồ hôi làm động lực. Chấn thương là chuyện nhỏ, thi đấu với tinh thần quả cảm xứng danh các chiến binh áo đỏ. Là màu cờ sắc áo là niềm tự hào bóng đá, chỉ cần một tình yêu đôi chân kiên định làm nên lịch sử vào chung kết giải vô địch U23 châu Á. Tự tin chiến thắng khi bước ra sân đấu là quả đầu tiên của Công Phượng, là điểm đánh dấu hàng triệu trái tim của người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam là sự kiên quyết vượt qua giới hạn, tiếng hò reo càng lớn Việt Nam càng chống lên đỉnh vinh quang. Hãy nhấn vào đăng ký phía dưới để ủng hộ Di Xuân nhé. Cảm ơn các bạn.